ស្ថិតនៅក្នុងភិបរុរីរៈតៈអំស្រីលិនពូនអាយុ66ឆ្នាំរស់នៅជាមួយនឹងស្វាមីគឺអំប្រុសជុំផានអាយុ66ឆ្នាំនិងចៅបុណ្យនាកទៀតនៅក្នុងផ្ទះតូចល្មមមួយស្ថិតនៅក្នុងភូមិប្រេសនៀតឃុំប្រេសនៀតស្រុកពីរៀងខេត្តព្រៃវែងសពថ្ងៃគ្រួសារអំស្រីធ្វើស្រែចម្ការនិងចិញ្ចឹមគោសម្រាប់ទ្រទ្រង់ជីវភាពគ្រួសារអំស្រីបានរៀបរាប់ថាការនោះគាត់មានអាយុប្រហែលជា22ទៅ23ឆ្នាំ ហើយគេបានចាត់តាំងគាត់នៅក្នុងកងចល័តនារីបន្ទាប់មកគាត់បានរៀបការជាមួយនឹងស្វាមីរបស់គាត់នៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមតែម្ដងដោយអង្គការបានចាប់គូកងគ្នាចំនួន6គូរួមទាំងគាត់ផងដែរការនោះចូលមកនៅក្នុងរោងបាយតាមរោងបាយដល់អញ្ចឹងគេចាប់ការពុំមួយគូការនោះការជាមួយខ្ញុំនឹងពុំមួយគូ អំស្រីបន្ថែមថាបន្ទាប់ពីគាត់រៀបការហើយគេបានជម្រាបគាត់ឲ្យទៅនៅខាងស្រុកមីមុនដោយធ្វើដំណើរថ្មើរជើងដើម្បីធ្វើការងារដូចជាស្ទូងនិងជ្រួតស្រូវរាប់ហិកតាជាមួយម៉ែម៉ែដែលទើបនឹងរៀបការរួចចាដល់ពេលមានគ្រួសារបានគេចាត់ឲ្យទៅនងឲ្យសម្រាលនងចាចាត់នងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគ្មាននេះទេកូនអើយមានពេលស៊ីពេលដេកគេឲ្យច្រូតហើយស្ទូងចា ដល់ពេលអាចជំនះទៅនោះគេឲ្យទៅឆូតចាទៅឆូតសេរាប់ហិកតានេះនោះវាលវឹងល្វើយនេះជាច្រើនសត្វសត្វម៉ែម៉ែសត្វម៉ែម៉ែទឹមការនោះជំនះទៅនោះភូមិសម្រាលនោះគេហៅការនោះគេហៅសម្រាលហើយនោះនឹងឃុំអីនឹងឃុំអីកូននៅខាងតើក្រែកមានមុតនោះអូនបាទតែខាងនោះ ការងារឲ្យពិបាកនឹងវាគ្មានជាការងារអីនេះបើគាត់ថាឆោតទៅវាហួសពេលហួសម៉ោងយើងថាយើងចង់ឈប់ក៏ឈប់មិនបានចាតោះថាគេឲ្យឈប់បានឈប់ការងារនេះនឹងប្រចាំរហូតចឹងបណ្ដោយឆោតចេះឆោតទៅយប់នឹងយប់កាប់ដីចំនួននឹងចង់ដែរថាឆោតថ្ងៃចាដល់យប់ហែកដីហែកឡើងពីក្រមឡើងលើទៅ 3-4 ម៉ាត់នោះដែរគេដែរចែកតាមក្រុមមានស្រីមានប្រុសចឹងមានអើអើចឹងទៅមានម៉ែម៉ែចលោកគ្នាគាត់ថាគេហឺចាប់តាមក្រុមចាដាក់ដល់ពីដំណប់អ្នកមួយក្រុមអីចឹងទៅអំស្រីបន្តថាក្រៅតែពីការងារស្ទូងនឹងជ្រូតស្រូវគាត់ត្រូវរែកដីដោយងើបពីព្រលឹមផងដែរ បើសាឆាប់ធ្វើការទៅជួងនោះទៅយប់ដែរកូនទៅហែកដីទៅឡើងទៅយប់ទៅកាយព្រឹកតាន់ហះទេឡើងទៅហើយចុះហែកនោះជួងកាលមើលឃើញមើលឃើញនឹងធ្លាក់ឲ្យជើងចុះក្នុងនេះនោះឆោតកូនចឹងដែរព្រោះជាហាក់វាថាគាត់នេះមិនទាន់ទេវាយជួងចាញ់ទៀតទេ càng nghe về ăn miên pê xem hẹ trơn đi hẹ là mình tách tăng tiền rồi à mơ nị núng đó là pê ăn nhầm là trường thì lại ăn tới đó pê à mê về núng về thả mình tới thơ ca nhưng thả nhầm chư nhầm là thì lại ngày dục muốn rồi là nếu về thả ăn chưa đi tới về chia giờ tháng năm tuần liệp chứ đó hay tới thơ tới vì đôi thà cầm hi cầm hộc ôi ông nâng à ta thơ đó viêm ấy đi tao 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 tăng chư luôn tao nâng chẳng vì cầm hi cầm hộc về sẽ đây ôi với thà phần nâng viêm mình ngoạp đi tao 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 thơ tăng chư nhòa chư nhòa đầy luôn tao bởi này gì ông Pika hộp à hà vĩnh ông sẽ mình chạy thả mọc bài nó chung kia đó chan nhẹ khá có ọt thằng nó dứt trên kế ban tách hộp chọc nó mới ọt khớp khoan ai ca nghĩa có bia lúc phẩm lăng đó chống đang thương mạch con mà cùng cái viên chồng hộp nó bị ơi ngào ngào spay ngào spay chân tới kho kho miếng thịt tật cái miếng khơi bên lại ấy phong lại nó có spay cuốn chân ta xong bài
Cá nóng bay và bay lên than tịnh tịnh mà có mồm là mồm mà chan chả có không bán. Là chẳng nẹ này dư tiền kê tôi mùi tật ngài nhá, mùi tật ngài máu ọt khổ khoản để kê để với cái ăn muốn cái này ọt rồi là chẳng tình dư tiền kê ọt à. Bất tu bây giờ ông sẽ hộp một chạy đi ngang có đói có cốt mình hiện tỏ quá chứ mới nông phụ việt đài bữa khai kê dâu tự có sàng ọt hiện tỏ vàng cái con tỏ quá cái có sàng dạ chắc ọt hiện nè tập kết là ọt tập hợp tập để cho con này ọt tập tập có phát một khổ một khoản tiền tập mình tập là ọt miễn là rắm ta chưa chạm nung ở cồn là dương không bằng thơ chẳng ngóc ọt ban hộp cho ẹt cái có cái đặc nòm dương nung cái hộp cho ẹt ọt hết cái băng trao một dương tiết của miền chả chưa chạm cồn còn đang thường mà dương ta dương hiền lên giấy cái ọt rùm đàn chấm tụ các lông khuôn nhìn thấy cô già thòm ọt ra. Sầm lịch một vẹt chút khmer, cứ chỉ chút đập bên nhiều một phát nề rộp nú, đã ông sẽ ban gì gặp đang khỏi xa thà. Kì thơ cái lạnh là hôn chân còn hùng là hôn chân ta, đây ta sợi sợi ta, đây ép ép kia cái bài kia là hôn ta. Hơi liệp vẹt nó có một bạn đây, ta cuội đi tới liệp hôi liệp cả má đó cả má ăn miên phở không còn. Em nói về việc bị bạ men tên nó họ à ấy nó cuộn tới hà lấy liệp hồi bơm thì lại ban ấy bữa ăn miếng đầu phòng robot microphone cứ chia robot ra lại bút sa thuộc ba prajichun khmien tra pranay miền plek miền manu da miền ptek miền manu nay khmien sasna ở vậy tầng o ông sấy ban điệp đập nơi vậy đã ông sấy mình ai bấm click ban ពីភាពលំបាកវេទនារបស់គាត់នេះរបបនោះថាដែលត្រង់ថាគេឲ្យហូបចុកនោះកូនមកអញ្ចឹងទៅហូបទៅហូបចុកតើក៏វាឆ្អែតឆ្អែតអីក៏ហូបហើយក៏ហើយទៅនាំនេះដេកទៅហើយដេកនោះក៏មិនដឹងភួយមិនដឹងមុំកទេវណាណាំគ្នាលូនក្បែរគ្នានោះទៅមាននេះទេគ្មានខ្លើយគ្មានខ្លើយស្អីមានមុខមានអីទេរ៉ាត់ខែអញ្ចឹងកូនដែលផ្ទុយគ្នាទៅក្បាលទល់គ្នាចាដល់ពេលចុងនឹងវាអត់មាននេះទេថាបើពេលភ្លៀងម្ដងបានវេទនាកូនអង្គុយចាំមកវាអត់មានស្អីបាំងបាត់ឲ្យចិត្តដល់ចុងរាំងទៅបានយើងនេះបើគាត់ថាចំនួននឹងក៏វាមិនតាន់ភ្លៀងញឹកឡែភ្លៀងម្ដងហ្នឹងប៉ុន្តែវាពិបាករស់នៅនឹងក៏វាតាមមើលដោយសត្វធៀបដែរគ្មានកន្លែងដេកកន្លែងពួនក៏វាឈឺចាប់នឹងវាចាហើយហូបចុកក៏អញ្ចឹងចានមួយម្នាក់ជាព្រាមួយម្នាក់ដូចនេះមាននេះអីទឹកអីហ្នឹងផឹករួមគ្នាហ្នឹងទៅមានតែថាយើងដបដោយខ្លួនមានអីអត់ក៏យកហូបឲ្យទៅកុំឲ្យនេះដាច់ពោះទៅបើនិយាយអំពីបញ្ហាសុខភាពវិញអ៊ំស្រីបានបញ្ជាក់ថាការធ្វើការហួសកម្លាំងរែកដីធ្វើទំនប់វាបានបង្កជាបញ្ហារហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះប៉ះពាល់តាំងពីនងមកការនងរែកទៅវាល្អជើងល្អជើងវាល្បេះអត់ដីយោវាបុកមិនធំចាវាហើយយើងរែកនៅខ្លួននៅលើឆ្មាអញ្ចឹងដល់វាល្បេះទៅចកត់អានេះនងមកលាក់តក្រមដល់មកចាស់ខ្លួនហូបសួតប្រចាំបណ្ដោយខ្ញុំចាមានតាត់បានរើអីដល់អញ្ចឹងប៉ុនស្រើអង្គនឹងយើងនឹងថាគេចែកមកចេះលាក់សើបទុកចាទុកទៅចាទុកទៅដាំហូបចុកទៅមមទៅយើងបានហើយក៏វែកក៏ឆ្នាំនឹងយូរខែយូរថ្ងៃដែរគាត់មមនឹងបាន